Chào các bạn, sau khi các bạn đã đăng ký tên miền và hosting thành công thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt WordPress. Chúng ta cài đặt một trang macro niche site. Thì để cài đặt trang macro niche site thì các bạn nên sử dụng mã nguồn mở WordPress để cài đặt. Tại vì WordPress là một trong những mã nguồn mà được dùng phổ biến và nó được tối ưu hóa rất là thân thiện với công cụ tìm kiếm, là các bạn nên sử dụng cái mã nguồn mở này để cài đặt các trang macro niche site. Thì để cài đặt trang macro niche site thì các bạn cần phải có tên miền, cần phải có hosting. Thì sau khi đăng ký tên miền và đăng ký hosting thì các bạn cấu hình cho tên miền về hosting. Thì cách thức cấu hình như thế này. Các bạn vào trang domain của các bạn vào trang quản lý domain của nhà cung cấp dịch vụ domain mà các bạn đăng ký mua. Đây là tên miền mà mình đăng ký mua tại Namecheap. Sau khi login vào phần quản lý tên miền thì các bạn thấy là đây là domain mình đã mua, và các bạn click vào domain. Sau đó là các bạn chọn phần transfer DNS to web host. Sau khi chọn phần transfer thì hệ thống sẽ dẫn cho các bạn điền chính xác name server của hosting, dịch vụ hosting mà các bạn đang sử dụng. Các bạn đăng ký hosting tại Stable Host thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ DNS tại đây. Đây là name server của Stable Host. Các bạn copy và dán vào name server của Stable Host. Các bạn chọn Save Change. Thì sau khi các bạn DNS xong thì các bạn add domain vào phần hosting. Các bạn có domain, copy tên của domain. Sau đó các bạn đăng nhập vào phần hosting của hosting mà các bạn đăng ký. Thì tại phần hosting các bạn chọn mục Add Domain. Các bạn nhập tên domain của mình vào. Sau đó các bạn gõ password để bảo vệ. Sau đó các bạn chọn Add Domain. Các bạn đợi vài phút để hosting add domain của bạn vào. Thông thường đối với Stable Host hoặc là host goto thì khi các bạn add domain thì các bạn có thể truy cập, đợi khoảng 5 đến 10 giây để truy cập vào tên miền mà các bạn vừa đăng ký. Trường hợp mà các bạn đăng ký truy cập vào không được, các bạn có thể xóa key. Thì trường hợp này là sau khi mình add vào thì tên miền đã được kết nối với hosting. Các bạn nhìn thấy đây là InetOps, là trang thông báo rằng là bạn đã kết nối thành công với hosting. Thì bây giờ là các bạn có thể tiến hành cài đặt mã nguồn mở WordPress trên hosting. Thì để cài đặt thì các bạn nên tốt nhất, cài đặt nhanh nhất thì các bạn nên sử dụng script hỗ trợ của hosting, giúp cho các bạn cài đặt WordPress rất là nhanh. Các bạn vào phần panel của hosting. Đây là phần panel của Stable Host. Các bạn chọn mục đây, các bạn chọn mục Softaculous. Các bạn chọn WordPress, chọn mục Install. Sau các bạn chọn mục install thì ở đây nó sẽ liệt kê cho bạn các thông tin. Thứ nhất là các bạn chọn domain cần cài đặt. các bạn tại thư mục in directory thì các bạn xóa bằng wp, phần database name thì các bạn có thể là đặt theo tên của ý mình, hoặc là các bạn để tên mặc định. Phần data setting các bạn có thể để mặc định. Phần size setting thì các bạn có thể là để mặc định, có thể là sau đó sẽ đổi sau. Phần size description cũng vậy, là các bạn có thể để mặc định, sau đó có thể vào đổi sau khi blog đã được cài đặt hoàn thành. Phần enable multi-site thì các bạn có thể là đừng không chọn click. Phần admin username thì các bạn nên chọn một cái username cho để đăng nhập vào phần quản trị của WordPress. Các bạn chọn password. Các bạn chọn email. Phần language thì các bạn nên chọn English. Phần select plugin thì đây thì có thể là các bạn để trống, các bạn không chọn. Sau khi chọn xong các thông số, các bạn chọn install. Như vậy là hệ thống đã thông báo là bạn đã cài đặt thành công một blog bằng mã nguồn WordPress trên hosting của các bạn. Thì để truy cập vào trang thì các bạn nhấn vào link này. Đây là trang blog. Để nhập vào quản trị thì các bạn nhấn vào link này. Các bạn đăng nhập bằng username và password. Bạn chọn login. Phần theme thì các bạn có thể chọn những cái theme miễn phí hoặc là những cái theme trả phí. Chọn 20. Activated một cái theme. Thì lúc này thì các bạn truy cập vào trang blog. Đây là một cái theme mặc định của trang blog chạy bằng mã nguồn WordPress. Thì như vậy là các bạn đã cài đặt thành công bằng một cái script của hosting hỗ trợ cho các bạn cài đặt một blog. Thì các bạn thế tắt đi. Đây là phần quản trị của dashboard, quản trị của WordPress. Thì ngay lúc này các bạn có thể thấy là các bạn có thể đăng nhập vào quản trị và bắt đầu thực hiện các công việc về cài đặt cơ bản cho trang WordPress này. Thì ở đây các bạn thấy là mình đã hoàn thành xong bước là sử dụng script của hosting để cài đặt WordPress. Thì giai đoạn thứ hai là mình sẽ cài đặt các plugin. Ở đây thì có một số plugin mà thông dụng hỗ trợ cho xây dựng các cái trang mặc niche site mà các bạn cần phải có, là WordPress SEO by Yoast, là Pretty Link hoặc là Socialite, là các trang về Contact Form, là Skill WordPress, là Google XML, là những cái plugin mà rất là cần thiết. Thì các bạn không nên cài rất là nhiều plugin, mà các bạn chỉ cài những plugin hỗ trợ các bạn xây dựng một cái trang mini blog rất là nhanh. Trước tiên để cài đặt những yếu tố liên quan tới WordPress thì các bạn làm các bước như sau. Thứ nhất là các bạn chọn bằng setting, các bạn chọn vào mục permalink. Tại mục permalink thì các bạn nên chọn link tối ưu hóa cho SEO, tức là tối ưu hóa cho SEO. Các bạn chọn box name, các bạn chọn save change. Các bạn chọn Add New, Add một mục plugin mới. Các bạn nên đánh tên của plugin vào, ví dụ như là WordPress by SEO York. Thì đây là plugin mà mình vừa kiến nghị, thì các bạn có thể cài đặt install now. Ok, activate plugin, allow tracking. Rồi sau đó là các bạn có thể cài tiếp một plugin nữa. Contact Form 7, install now. Ok, các bạn có thể cài một XML sitemap, tại sao map, và rất là nhiều plugin khác mà các bạn có thể cài đặt. Thì để lúc trước thì mình có viết bài viết về một số plugin cần thiết cho WordPress đăng tải trên trang nganson.com. Thì các bạn có thể truy cập vào trang này, các bạn có thể search là plugin cần thiết. Các bạn search thì nó sẽ ra cái bài viết về những plugin cần thiết hỗ trợ cho bạn xây dựng. Thì các bạn có thể sử dụng những cái tên của plugin này để cài đặt cho blog của mình. Về phần cài đặt giao diện thì các bạn thể là ban đầu thì các bạn không nên chú tâm vào việc cài đặt giao diện. Tuy nhiên nếu các bạn có các cái giao diện trả phí thì các bạn có thể upload lên. Để upload một giao diện thì các bạn chọn vào phần Appearance, Theme. Sau đó các bạn Add New. Thì ở đây các bạn chọn upload, các bạn chọn tệp tin, và sau các bạn chọn tệp tin các bạn install now và activate cái theme đó, là các bạn đã upload lên thành công một cái theme đối với giao diện trả phí. Tuy nhiên thì đối với cái trang về mini blog hay là cái trang về những cái trang blog nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái kho giao diện miễn phí của WordPress để mà tiết kiệm được cái ngân sách đầu tư. Tại vì thông thường thì họ có rất là nhiều kho, họ có một cái kho giao diện miễn phí rất là lớn. Thì các bạn có thể search những chức năng ở đây. Thì về màu sắc như là về column hoặc là layout hoặc là các cái subject đó, thì có những cái giao diện hỗ trợ hoàn toàn miễn phí các bạn sử dụng để cài đặt một cái theme ban đầu để phục vụ cho việc xây dựng blog. Rồi tiếp theo là phần tạo nội dung. Thì trong phần tạo nội dung và đăng bài thì các bạn phải tạo được một số trang cơ bản, đó là những trang về about, privacy, disclaimer hay là contact form. Thì đây là những cái trang mà để tăng độ tin tưởng của website, thì các bạn nên tạo những trang này. Thì để tạo trang thì các bạn vào phần page, các bạn chọn add new. Các bạn chọn about. Thì thông thường đối với những cái trang này thì các bạn tốt nhất là các bạn nên để chế độ deindex, tức là không có follow, tại vì nó nội dung nó không có gì là quan trọng nên các bạn chọn deindex. Sau đó các bạn nhấn public. Rồi tạo một trang thứ hai. Trang thứ hai về privacy. Cũng vậy, đây là những cái trang mà không cần thiết nên các bạn chọn chế độ là deindex hoặc là no follow, chọn expand, no follow, never include. Còn nội dung thì các bạn có thể add sau. Chọn tiếp một trang nữa. Disclaimer cũng là một trang cũng không cần thiết nên các bạn chọn no follow, chọn never include. Các bạn chọn public. Và một trang cuối cùng là trang contact form, là trang để dành cho độc giả người ta liên hệ cho các bạn. Trong trường hợp các bạn họ muốn liên hệ với các bạn thì họ có cái thông tin, cái form thông tin để cập nhật về nội dung. Contact form. Thì các bạn có thể sử dụng cái contact form để mà làm cái form đăng ký để họ gửi cái thông tin cho bạn. Bạn chọn public. Thì lúc nãy mình có cài đặt một cái plugin về tạo form, thì các bạn có thể xem đây là plugin tạo form Contact Form 7. Thì các bạn chọn plugin và cấu hình. Ở đây thì các bạn thấy là đây là một cái shortcode mà đã tạo sẵn, thì các bạn copy cái shortcode này và các bạn dán vào trang Contact Form. Các bạn update. Các bạn view page thì xem nó hiển thị như thế nào. Đó thì là trang hiển thị, người ta có thể điền email, tên email, tiêu đề và cái message họ muốn nhắn cho bạn. Họ send thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được một cái email thông báo là bạn có một tin nhắn mới hoặc là gì đó. Thì sau khi mà các bạn tham khảo cái email của họ thì các bạn có thể trả lời những cái vấn đề mà họ yêu cầu. Thì đó là những thông tin cơ bản về việc cài đặt một blog chạy bằng nguồn WordPress, cũng như là chọn những blogging cần thiết, cũng như là hướng dẫn các bạn cài đặt một cái theme và cài đặt những cái trang thông dụng dành cho một trang micro niche site. Thì hy vọng rằng thì các bạn có thể cài đặt trang macro Niche Site nhanh chóng.